Cuốn sách báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh khá phổ biến và một số người đánh giá cao những câu chuyện này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cuốn sách có một số điều. Thứ nhất, tác giả tuyên bố rằng ông ta có khả năng túc mạng thông khai sáng trí tuệ, thấu nhân quả quá khứ vị lai, thâm nhập kinh tạng và giáo hóa thành công rất nhiều người. Cuốn sách chịu ảnh hưởng nặng nề của Phật giáo Đại Thừa với nhiều tham chiếu ngoài kinh điển Pali. Câu hỏi của tôi là cuốn sách này có đáng tin cậy không, hay nó chỉ là một cuốn sách tôn giáo hư cấu để thuyết phục những người khác theo Phật giáo Đại Thừa? Thưa quý vị, sau khi mà sư nghiên cứu thì sư thấy cái quyển này nó có một vài vấn đề khá là nghiêm trọng, tương tự như cái quyển Đắc Nhân Tâm. Quyển Đắc Nhân Tâm quý vị thấy là nó nổi tiếng đúng không? Thì cái quyển này nó cũng y chang vậy. Cái vấn đề đây là gì? Là những câu chuyện được kể không có khả năng đối chứng, không có khả năng chứng minh là có thật. Hiểu vấn đề không? Ví dụ như bây giờ nói là một người đàn ông tên là A ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, U Cha. Cái thành phố Thiên Tân, Trung Quốc nó bao nhiêu triệu dân, mà cái người đàn ông tên A đó là ổng ở đâu, ổng là ai, ổng tên tuổi như thế nào không biết. Nói nghe thì có vẻ như là có địa chỉ á, nhưng mà rốt cuộc cái địa chỉ đó là một địa chỉ không chứng minh được, không đối chiếu được. Thì một loạt chỉ toàn là những câu chuyện như thế thôi. Tức là mình không có khả năng đối chiếu, không có khả năng chứng minh cái trường hợp đó như thế nào. Sư nói một cái trường hợp nó đơn giản nha. Nếu cần á, thì ví dụ như trường hợp của cái người đó ở sinh năm đó, ở cái thành phố đó, thì nếu cần thì họ sẽ cần có những cái dẫn chứng để cái người mà họ có cái lòng đi nghiên cứu, họ tìm, họ khảo cổ, họ tìm ra được những trường hợp đó như thế nào. Chứ còn khi mà mình nói như vậy thì mình có nói trên trời dưới đất, nói sao cũng được hết trơn. Và đương nhiên là mình chỉ nói theo cái ý của mình. Cái thứ hai á, là ở trong môn thống kê á, nó có một cái gọi là cái thiên lệch sống sót. Quý vị biết cái thiên lệch sống sót? Tức là nó giống như là một người ta nói là người ta chỉ tính cái trường hợp nào sống sót thôi, còn trường hợp nào mà nó không sống sót thì họ không tính. Ví dụ như thế này nè, tất cả những người đi biển họ đều cho rằng cái người mẹ mà họ thờ trong miếu nó rất là linh. Thành ra là khi mỗi lần đi biển họ đều nói với nhau là phải đi ra cúng mẹ để ra biển gặp sóng gió thì thờ, gọi tên mẹ là mẹ cứu liền. Thì những người mà đi biển về đó, họ gặp tai nạn họ về thì họ nói đúng chỗ đúng lắm, tôi rớt xuống sông xuống biển, tôi rớt xuống biển mà tôi kêu mẹ, mà nhờ tôi kêu mẹ thì tôi còn sống, tôi về tới đây nè, cả một cái tàu cả cái ghe nó chết hết nha, một mình tôi còn sống thôi, nhờ tôi kêu mẹ đó, mẹ linh lắm. Thì thiên hạ đổ xô ùng ùng kéo tới cúng kiến dỗ hoài. Quý vị biết cái vấn đề thiên lệch sống sót ở đây là gì không? Những người chết họ không tính. Những người chết họ cũng kêu mẹ vậy, họ cũng kêu nhưng mà họ chết rồi. Thành ra họ không thể nào họ mở miệng nói tôi cũng kêu nè, mà sao tôi chết, mẹ không linh. Nhưng mà họ chết rồi, thành ra là không ai nghe họ nói, họ chỉ nghe lời người sống. Đó. Rồi những cái trường hợp mà bói toán cũng y chang như vậy đó. Quý vị biết cái bà mà bói nổi tiếng thế giới mà bà bị mù á. Quý vị biết là cái động trời vậy nè, bà bói 20 chuyện,
Một năm có năm bà đúng được một chuyện, có năm bà đúng được hai chuyện. 20 chuyện mà có năm đúng được một chuyện, có năm đúng được hai chuyện, còn mười mấy chuyện còn lại chật lấp, người ta không tính. Người ta chỉ tính cái bả đúng thôi, hoặc là bả chỉ lấy cái đúng đó để bả marketing, bả PR cho cái danh tiếng của bả. Mà hơn nữa, cái đúng đó là cái ai cũng nói được. Thí dụ như năm 2013 thì sẽ là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới. Bây giờ nói kiểu đó tôi nói cũng được. Năm 2014 sẽ là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới. Có lẽ sang năm 2015 sẽ có thay đổi, có diễn biến. Tuy nhiên thế giới sẽ còn gặp nhiều thách thức hơn. Cái kiểu nói đó ai nói cũng được. Nhưng mà thiên lệch sống sót á, cho nên là người ta chỉ lấy một vài thông tin đúng, người ta cứ cho ra càng nhiều càng tốt, rồi là người ta lấy cái được cái đúng đó người ta PR cho danh tiếng bản thân. Hoặc là trường hợp mấy cái miếu cũng vậy đó, mỗi một năm á nha, mỗi một năm có hàng triệu người đi lễ hội miếu đó, miếu đình miễu mạo các thứ. Rồi trong cả triệu người đó đó, bao nhiêu người cầu mà không được, không ai thống kê. Người ta chỉ tính là cái anh này nè, ở cái xóm đó đó, ảnh lên ảnh làm ăn khó khăn, ảnh lên ảnh cúng miếu bà, ảnh về ảnh làm ăn ăn lên làm ra. Trường hợp này có thiệt đó, đối chiếu thấy chưa, có đúng y chang vậy. Mà không chỉ một mình ảnh nha, cái cô kia kìa, ở cái làng cái bên đúng, cổ cổ chứng minh, cổ đứng lên cổ chứng minh luôn là nhờ tôi lên tôi cúng bà đó mà bây giờ chỗ tôi làm ăn tự nhiên là nó phát đạt, nó ngon lành. Nhưng mà cả triệu người còn lại thờ cúng kêu gọi mà nó không được thì bỏ ở đâu, hiểu vấn đề không? Thì cái trường hợp này cũng y chang vậy. Thứ nhất là tất cả các trường hợp đưa ra ví dụ đều không chứng minh được là tồn tại, có thật. Cái thứ hai là vấn đề về thiên lệch sống sót. Chính bởi vì như vậy thì sư không khuyến khích và sư không đề nghị. Cái chúng ta cần tin tưởng, dựa vào để nghiên cứu, để chúng ta làm hành trang cho chính mình đó, chính là lời dạy của Thế Tôn. Bởi vì chắc chắn là không thể sai được. Những trường hợp được ghi lại trong kinh tạng thì chắc chắn là đã từng xảy ra, cái không sai. Còn những trường hợp khác thì thôi, nói như vậy chắc có lẽ quý vị cũng hiểu rồi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này không? Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, thật sự những cái câu hỏi mà kiểu mà nó như vậy là sư cũng nói thiệt là sư cũng cũng ít tìm hiểu về cái những cái tài liệu như vậy lắm. Thường thường là sư trả lời thẳng là tại vì ở đây có đề cập hai cái như là cái số 1 số 2 đó, nói là tác giả tuyên bố là ông ta có khả năng túc mạng thông không, khai phát trí tuệ đó, thấu nhân quả quá khứ vị lai, thâm nhập tâm tạng giáo hóa thành công nhiều người đó. Vấn đề đó thứ hai là cuốn sách chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Phật giáo như đó, thì cái mình sư chính vì cái điểm số 1 mà sư đọc sư lưu tâm đó, cho nên là sư không có chưa có thật sự nó thú thật là sư chưa có nghiên cứu cái qua cái quyển sách cụ thể này. Đây là quý vị cũng hoan hỷ, nói chung là cũng tán thán công đức của Đức Hành Tại. Hành Tại là tìm hiểu kỹ về cái cuốn sách mà gọi là gì, báo ứng hiện đời nè. Ở đây á, thì chỉ nói một cái điểm này thôi, tại vì sẽ thấy điểm số 1 này nè, là nó cái điểm số 1 này là nó có vô số vấn đề để chúng ta quyết quyết định đó, có đọc hay không đó. Và cái quyển sách này nó đúng theo cái tinh thần tâm tạng kinh điển Pali hay là kinh Nikaya giá hay không, thì vậy thôi nha. Sư phải nói rõ nha, nghe là có khoanh vùng đàng hoàng, nghe là sư không có nói là cái quyển này nó sai hoàn toàn, thấy không, mà là sư chỉ nói là nó có nên đọc hay không, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có đúng với tinh thần tam tạng kinh điển Pali hoặc là gọi là kinh Nikaya giá hay không à. Đó, bởi vì sao, xin thưa quý vị, ở đây là tác giả nói là tuyên bố rằng ông có khả năng đắc là túc mạng thông, rồi thấu nhân quả quá khứ vị lai các kiểu đó,
Xin thưa quý một khi mà chưa là bậc A-la-hán, ở đây xin nhấn mạnh là A-la-hán nha, xin nói thẳng A-la-hán, mà người đó còn phàm phu, sư cho là có thể đắc các tầng thiền chỉ, thậm chí là đắc thần thông luôn, nhưng mà nếu người đó sử dụng cái tâm mà kiểu giống như ở đây nói là tuyên bố thế này nọ nè, ở đây á, nếu mà tuyên bố mà kiểu mà tùy tiện như vậy thì ở đây là một cái dòng tâm bất thiện, quý vị, thì người này nói thiệt quý vị nha, là người này là nhớ thẳng ra là không có một cái thành tựu gì hết. Bởi vì sao? Tại vì sư nói có sách thì mắt có chứng, quý vị, như quý vị biết đó, ở trong chánh kinh đó, ở trong chánh kinh, ở trong tiểu phẩm 2 thì có ghi rất là rõ, Đề Bà Đạt Đa, Bà Đạt Đa, đắc bát thiền ngũ thông, thì khi mà ông thi triển thần thông, quý vị, khi mà ông thi triển thần thông đó, là ông biến thành một đứa bé, mà trên người đứa bé đó nghe là quấn đầy mấy con rắn độc đó nghe, giống như rắn hổ mang, quấn nghe trên người cậu bé đó là quấn đầy những con rắn độc, rắn hổ mang độc khắp cái người của cậu bé đó. Đó là Bà Đạt Đa biến hình thành như vậy đó, thì có biến thành cậu bé đó, và cậu bé đó ngồi ở trên cái bắp vế của ông vua Xà Thế đó. Thì ông vua Xà Thế quải hồn, quý vị, quải hồn giật mình, tới kiểu ủa, tự nhiên có đứa bé ở đâu mà tự nhiên người nó quấn đầy rắn mà nó ngồi trên 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 cái bắp đùi mình, thì gớp vậy, thấy sợ vậy, ông quải hồn, quý vị. Thì khi mà ông quải hồn như vậy là Đề Bà Đa mới bình thản biến hiện hình lại là một vị sa môn, đúng không, nghĩa là đầy đủ tam mi quả bát, đứng vậy đó, đứng trước vậy đó. Thì ông thấy, ông nhìn vậy ông hết hồn, thưa vị, ông cũng thán phục, cái trời ơi, sao ngài giỏi quá, ngài siêu, ngài có thần thông, ngài quá giỏi này nọ kia. Thì thời điểm đó Đề Bà Đạt Đa vẫn còn thần thông, nhưng rồi sao, nhưng mà khi thưa vị, như khi mà Đề Bà Đạt Đa sau sự kiện đó nha, thì ông vua Xà Thế cúng dường này nọ, cúng dường nhiều lắm, cúng dường rất là nhiều những là toàn thực phẩm mà gọi là các vật dụng đó, là hảo hạng mà. Thì khi mà được cúng rất là nhiều như vậy đó, đó rồi sau cái sự cúng đó, đó Đề Bà Đạt Đa trong tâm nha, quý vị nghe rõ nha, trong tâm mới khởi lên là như vậy, khởi lên là đây là cái thời điểm thích hợp để mình giống như là bật lại Đức Thế Tôn, để mình nắm giữ hội chúng. Thì vị tin ông rõ ràng ở trong chánh tạng, trong tiểu phẩm 2 có nói rất là rõ phần mà chương chia lẻ, nói là khi mà ông khởi tâm như vậy là thần thông biến mất, quý vị, thần thông mất luôn, không gì diễn thần thông được nữa. Thì mới hiểu, có nghĩa là một cái người mà khi mà đắc thiền hay là đắc thần thông, là đó là pháp thiện, các vị, dựa trên pháp thiện cần tu tập đó, rất là khó khăn, chứ không phải dễ đâu. Mà nếu mà cái tâm lý mình khoe khoe khoang một cách tùy tiện này, gọi này mà khoe khoang, biết biết tâm gì thì gọi là tâm bất thiện, có nghĩa là tâm ngã mạn, đúng không? Nhiều khi có ta nhiều khi mà khoe để được này được nọ để người ta cúng dường mình nữa, tâm tham giống rồi, thì nó bị ô nhiễm, tâm bị ô nhiễm thì làm sao mà còn còn cái trạng thái đấy, quý vị. Cho nên đó, là nếu mà đối chiếu á, nếu mấy một người nào đó mà tự nhiên ở đây không, không nói ông tác giả này nha, mà thậm chí sư nói cho quý vị á, là bất cứ vị nào mà tự á, tu hành, ví dụ mà nói tôi từng ở thiền viện mà tôi minh ma 10 năm 20 năm vậy đó, không, tôi từng tu với người thiền sư này, người thiền sư kia tuyên bố tôi đắc này đắc nọ, đúng không, xác chứng tôi thế này nọ, mà tôi là được ngài thiền sư chứng đắc cho tam thiền tứ thiền ngũ thiền gì đó, nói như vậy đó. Không, chứng đắc tuệ các tuệ Vipassana này nọ, thì sư chỉ chính nói là quý vị hãy cẩn thận như những con người đó, nó như vậy thôi. Không, thì đối chiếu với câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, vị sư tự biết thế nào đúng, cái nào sai, cái nào nên, này không nên, cái nào đúng với tinh thần của tâm tạng thì có Bali không, Bali không, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Đại Tường đã nhắc hội chúng để quý vị biết là ngay cả thần thông như Đề Bà Đạt Đa mà còn có vấn đề thì mấy vị sau này nói hơi kỳ, chứ nó hơi kỳ cắt ké thì mình có là cái gì đâu đó, trừ khi mình chứng thánh thôi. Cho nên là thôi, tốt nhất đừng có ham ba cái chuyện mà màu mè thần thông nghe, mình theo là mình chết.
nha. Cứ nhớ giùm là ngay cả đi qua đá tá mà còn rớt xuống địa ngục nha, thì đừng có ham ba cái việc thần thông. À.